Ôi trời ơi, ghê quá. Rất là sợ mọi người, lần đầu tiên mà vô cái ngôi nhà như thế này mình nổi hết da gà luôn rồi. Ôi nổi da gà luôn. Trời, ghê không mọi người. Chào cô bác quý anh chị, hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Cần Giuộc của tỉnh Long An. Và phía xa xa kia đây là một ngôi nhà cổ, rất là cổ và bỏ hoang, nghe nói là 30 năm rồi. Và hiện nay thì trong cái ngôi nhà này còn một cái cô bé tối ngày không có mặc đồ. Và cái tiếng rên rú của cô á thì làm cho mọi người đây rất là sợ. Và cũng có hoàn cảnh rất là đáng thương. Thì để tìm hiểu thật hư, mời cô bác quý anh chị cùng theo Mười Hồ Hồ để vào trong đó nha. Mình ủa việc mình với nó thì nó cũng không phá tán gì hết á. Nhưng mà anh nghe tiếng hú anh sợ không? Sợ, có nhiều khi thí dụ nhiều khi mình thí dụ người lạ lạ thì ta nghe ta sợ, chứ còn mình nữa thì dạng mình ở đây mình quen á, tìm hồi mình hú. Nhưng mà cái dạng cái như mà nó đây mình quen rồi, không sao hết. Còn lạ lạ thì người ta nghe nói nó rất là sợ, như hôm bữa cũng có thằng em mà nó đi tham quan ở trong này nè. Vô nó thấy rồi nó da nó hết hồn. Nó là cái sao bị bệnh á. Bệnh rồi đâu có dạng mà như bình thường rồi. Ghê dữ trời. Ba mấy tuổi rồi đó. Dạ. Còn đây là cái ngôi nhà của gia đình của bé nè. Chị ơi. Dạ. Đây là nhà của mình đó hả chị? Chị ở đất đậu, nhà cửa thì người cho một chút đó, chị xây. Em được biết là anh với chị có một em gái thì năm nay cũng ba mấy tuổi rồi. Nhưng mà có thân hình nhỏ hả chị? Nó hồi đó sinh ra bình thường hà, mà hả nuôi có một tuổi là nó dậy cho tới lớn đó. Dạ. Nhà này mình cắt lâu chưa chị? Cắt nay chắc cũng chục năm à. Nhưng mà ở đây lâu lắm, mấy xác vậy nè, xác lá vậy nè, cứ hả hư người ta cho sửa lại vậy, hư người ta cho sửa lại vậy đó. Dạ. Cậu thấy đó, dắt là ấy đó, không có cái gì mà để thấy. Dạ, thôi em mời chị đi vô trong đi ha. Bé đâu chị? Nó mới vô trọng nha, mới dắt mới vô trọng nha. Em nghe nói là bé ba mươi mấy, là ba mươi mấy tuổi hả chị? Nó em là 32 đó, nó tôi sinh 1990 á. Dạ, 90. 32 tuổi rồi. 32 tuổi. Chị năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Chị 54 rồi. Chị 54 ha. Chị sinh 68. Ủa rồi sau lưng này là nhà cổ của ông Nguyễn Khắc Cần hả chị? Tên cô của ổng thì chị không biết, nhưng mà tên con trai ổng á chị biết. Nguyễn Trung Hiếu. Nguyễn Trung Hiếu. Đây là một ngôi nhà cổ nè mọi người. Đó. Và bé thì em nghe đồn là bé cứ tối ngày vô đây ở không hả chị? Thì chị đi chị nhốt nó vậy nào, ngoài nhà thì nó đập với lại nó nãy rồi tuần trước đó. Đó thì nó ở trong đây đó. Trời ơi. Nó ở vậy. Ngôi nhà này bỏ hoang lâu chưa chị? Bỏ đây là cũng mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi hả? Cả 30 năm con. Đó giờ nó cây tối hả cao như đó, giờ chị chặt chị đốn chị dọn dẹp. Giờ ở ngoài đó đi vô đây là lội lặn chứ đâu phải như vậy. Chỗ này căn biệt thự luôn. Nhà cổ, nhà xưa. Dạ. Nhà của ông Phụ Cần á. Tá điền á, chủ cái điền ngày xưa. Em này tên gì chị? Nguyễn Thị Hương. Dạ. Nguyễn Thị Hương. Nguyễn Thị Hương. Năm nay 32 tuổi rồi. Nhìn kìa em kìa. Nhìn thân hình thì chẳng khác là một bé gái chỉ có 14, 15 tuổi rồi. Nó mười mấy tuổi, 12, 13 tuổi chứ không được 15 tuổi nữa. Nó vậy thôi đó chứ không biết kêu ba, kêu má, không biết nấu gì hết á. Không biết kêu ba má luôn. Không biết kêu má, chỉ biết cười, biết khóc rồi biết la thôi.
Trời. Chứ nhỏ chưa biết kêu tiếng má mà. Ồ. Bé bị từ bé đến giờ luôn hả? À, từ hồi chị sanh ra tới giờ luôn. À, em nghe nói là bé. Ôi ôi chó vậy. Chó. Âm la nó. Em nghe nói là em là không có mặc đồ gì trước hả chị? Ừ, không bận đồ. À, hồi nãy điện đó là chị mới hả dắt nó ra tắm rửa bận đồ cho nó đó, bữa cái chú kia xuống á. Dạ. Rồi chú thấy trực tiếp luôn á. Trời ơi. Rồi chú mới kêu hả bận đồ bận đạt vô vụ nó bận vô cho nó. Rồi hả thí dụ rồi chị đi khỏi anh này đi khỏi là nó cởi da, tự động nó cởi da, nó xé, nó cởi da. Xé đồ ra. Ừ, xé đồ ra. Gặp người lạ biết không chị? Không, không biết, không biết mẹ, chỉ biết mẹ thôi, thấy biết mẹ là cười vậy thôi chứ không biết kêu má mà. Anh với chị là có mấy người con? Chị có mình nó đó, chị hai đứa nhưng mà chết thằng anh nó còn hơn nó nữa. Anh nó tuổi thìn. Chết rồi còn hơn nó nữa. Thì anh chết từ nhỏ hay sao chị? Chị nuôi cũng được 10 tuổi rồi. Ồ, anh chào em nha. Kìa, nó lên anh kìa. Anh chào em. Người việc ăn uống sao chị? Ăn uống thì chị múc vô rồi nó bốc nó hốt, nó đâu biết gì. Cát đá gì đổ thì nó gom lên nó ăn hà, chứ nó không biết sạch sẽ cháu á. Ồ vậy hả? Ừ, đã chị nói nó thua đứa nít rồi mà 1 tuổi mà. Trời ơi. Đứa nít 1 tuổi thường nói 1 tiếng, 1 tiếng thứ hai nó cũng hiểu, còn nó không biết giáo á, nó vậy đó. Từ nhỏ lớn là vậy đó. Rồi ở trong đây cả ngày lẫn đêm luôn? Không, cả ngày thôi, ban đêm chỉ đem ra đó đó. Vậy hả, tắm rửa nó cho ăn cơm nước đặng ngủ với mình. Nó ngủ thì ở ngoài cũng ngủ trên cái giọng vậy nè. Dạ. Giờ chị hả mới đốt nhăn ngủ cho nó chứ nó không biết ngủ trong lùng trong giường giáo á. Ờ, như trẻ lên ba vậy ha. À, không biết thì giáo á. Là cái chỗ này là chị dọn dẹp đó hả? Ờ, chị dọn dẹp sạch sẽ hết, khỏi đây coi. Là chị một tay chị hai chồng chị dọn đó. Chứ bữa hồi năm rồi đó, cái gốc chị đốn đó, ở ngoài đó, cây đó nó lên cao rồi chị đốn, còn gốc đó đốn dọn dẹp. Dạ, chị xích lại đây ngồi với em đi. Chứ hả, con mình nó nhìn thân hình thì chẳng khác nào một cái đứa trẻ 12, 13 à. Ai vô cũng đón không được tuổi nó đâu. Con ăn đi à, không biết giáo á. Nhức văn là nó sưng lên tới như vậy nè. Không biết giáo. Trời ơi trời. Chú thấy không đó? Việc ăn uống đồ bình thường không chị? À, được rồi, được rồi. Rồi anh không ăn. Trời ơi. Ít ăn cơm ha, ngày ăn được mấy chén cơm vậy? Chừng thả nửa chén cơm hả? Ở đây là nghe nói là em thường ở trên lầu trên hả? Không, ở dưới đây, bị gì người ta cắt cái gác rồi. Cắt cái cầu thang đó, nó không lên được. Nó ở vòng vòng vậy nè. Dạ. Đó. Ở vòng vòng, đi vòng vòng, đây ra đó, đồ xung quanh vậy đó. Bởi đó, cũng thấy chị giàu đó. Chị giàu không cho nó ra đó. Đặng là chị đi mần, chứ để đây hả, nó ra ngoài đường, xe đụng nó đâu biết tránh. Mà đi đâu biết về nhà. Hồi đó chưa gặp ông này hả chị hả, nửa đêm đi kiếm nửa đêm nữa hôm, chị khóc từng chết luôn ạ. Con ăn đi. Đi mần về là hả, nó đi. Dắt vậy đó, rồi nó chui nó đi, mình mẩy nó thôi. Máu đổ tan nát hết. Anh với chị làm cái công việc gì? À, chị hả mới hả đi mua phế liệu da chai á, mua lông dịch đầu á. Mới dạ. Đi nay được có nửa tháng hả. Khổ quá rồi, từ hôm dịch nay hả trời hả mượn tiền ta, chị mới hả đi mua da chai. Giờ là hồi đó không bóc giác mà giờ bóc giác không có còn nữa. Đó, giờ chị mới đi mua da chai mới về đó. Anh à, chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chị sanh 1968 á. 1968. Là chị 54 tuổi á. Dạ, còn anh? Anh như anh? 75 hay anh hả? Nhờ hả chị gặp được ổng rồi. Để phụ nuôi em Hường. Đó, phụ nuôi. Bởi cô biết hả, mấy năm nay nè, người ta xâm hại nó nhờ ổng bắt gặp chứ không bắt gặp thiên mộng. Xâm hại sao chị? Thì hả nó vô hả nó lấy nhỏ này nè. Rồi ổng vô thình lình rồi ổng bắt gặp. Rồi sao? Thì nhà thưa lên xã rồi hả gia đình ta cũng khổ, con người ta cũng không muốn, giờ năn nỉ ảnh quá rồi cho nên ảnh tha tội. Rồi giờ người ta hứa là hả có tái phạm thì người ta chịu rồi đi tù dẹt. Ồ gần đây luôn hả chị? Ở gần sớm đây hả? Ở sớm luôn đó.
Bởi hả chị khổ hả, có mình nó mà ôm mấy chục năm nay. Đáng lẽ không có nó chị đi mần thuê mướn mình chị sống cũng được. Vậy là anh kia cũng không có được đàng hoàng cho lắm rồi. Không, anh kia thí dụ 10 phần nó chỉ có một phần thôi. Đó. Mà mình thấy cha mẹ người ta nghèo khổ mà mình cũng không nở. Vậy thôi tôi thả lại lục gian xin ông này thôi, tha cho người ta đi. Bị xâm hại nhiều lần hả chị? Hả? Mình mới gặp một lần, không biết có nhiều lần hay không mình không biết. Mà đều mình mới gặp một lần thì mình nói một lần. Chứ nói thêm thì mang tội chết. Thì gia đình năn nỉ. Gia đình năn nỉ ổng rồi hả lớp chị hả năn nỉ ổng. Nói thôi cha mẹ ai xui biểu con đâu thôi, tha cho người ta đi. Chứ ảnh là cha dượng đây không gặp người ta đổ thừa ảnh tội nghiệp cho ảnh nữa. Dạ. Nó từ chỗ đó đó thôi hả lại lục gian xin ổng thôi, tha cho người ta đi chứ giờ làm sao giờ. Trời ơi trời, ác ôn thiệt chứ. Nó chú thấy hả giàu đó, tôi lấy từ cái cây mà tôi giàu đặng cho nó không đi đó. Giàu lại ha. Giàu lại để nó đi. Đi lên trước á, ra đường xe đụng làm sao á. Chở đi nó đâu có về, đâu biết đường về. Chị năm nay, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhiêu tuổi rồi? Chú hỏi đó, con nói đi, để đâu nói coi, được không? Chỉ biết cười thôi à? Biết cười, biết khóc thôi chứ không biết. Không biết nói chuyện luôn hả? Đã chị nói không biết cây cao đó, nó vậy đó. Giờ buồn thì khóc, tự động tự ấy là khóc chứ không ai quýnh, ai đập. Tôi nói vui buồn lẫn lộn mà. Đâu biết gì đâu. Có lúc á, ở trời sớm á, đám ma thì hả nó cười. Đám cưới thì nó khóc. Tôi nói ông này cũng nói trời ơi coi nó kìa, đám cưới mà hả nó khóc, còn đám ma nó cười coi thấy không? Nghe kèn trống mà nó cười. Ôi hú chứ không biết kêu luôn trời. Ừ, đó chị nói không biết giáo á. Trời tội nghiệp dưới trời. Trời ơi tự hồi 32 tuổi mà sống như trẻ lên 3 vậy á. Không biết gì giáo, nhờ có cha nó mới được sống tới ngày giờ này, không có cha nó cũng chết. Có bệnh hoạn gì không chị? Không, chị nuôi nó chắc bình thường hà. Xanh nó da cũng bình thường như những đứa trẻ khác vậy thôi. Nuôi nó được hả 1 tuổi là chị thấy nó không có ấy. Không biết bập bẹ kêu ba kêu má mà. Chứ biết không, chị nuôi nó hả tới 12 tuổi nó mới biết đi lẩm đẩm. Nó lớn nó bò chứ nó không biết đi. Tới 12 tuổi mới biết đi lẩm đẩm. Nếu chú không tin chú hỏi hết cái xóm này có phải không? Đó, đi lẩm đẩm giờ hả? Mới biết đi lẩm đẩm đã đi thẳng chứ nó không biết quẹo nha. Đi thẳng 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 tới giờ cái sau từ từ hả cái nó quẹo. 12 tuổi mới biết đi. 12 tuổi mới biết đi. Đó. Chứ đâu phải mà sanh nó ra mà nó đi, thằng anh nó hồi đó cũng vậy 12 tuổi mới biết đi lẩm đẩm. Kỳ ta. Mà sanh nó ra thì ký ấy đồ cũng bình thường, không có gì giáo á. Bà nội nó, bà già hồi xưa nữa có nuôi kỹ lắm chứ đâu phải như người ta mà trẻ trẻ mà bây giờ đâu. Mà tại nó không biết sao, không hiểu. Để đi. Em là cứ lẫn quẩn ở đây thôi. Còn anh là canh cho ở đây. Canh vòng vòng ở đây sợ một số thanh niên không đàng hoàng xâm hại ha. Thì mình sẽ đi vòng vòng ở nơi cái này cho mọi người xem nha. Đây là một cái căn nhà cổ. Nuôi rất là nhiều chó. Anh nuôi chó luôn hả vậy anh? Nuôi chó có ai vô đây sủa để biết ha. Dạ. Từ ngày mà cháu nó bị vậy đó. Bị rồi cách đây mấy năm rồi anh? Hai năm mấy rồi. Hai năm mấy à? Thì ngày cháu nó bị giờ mới đem mấy chú chó vô để có gì sủa để mình hay á. Dạ. Ở đây có một cái lối lên lầu hay anh? À, cái cầu thang. Cầu thang lên lầu ta gỡ rồi ha. Ta gỡ rồi hết trơn. Ta gỡ ta lấy hết trơn. Cha dựng hai con chó nè mọi người, có nghĩa là nuôi vòng vòng ở đây ba con chó để canh giữ cho em.
mua sữa cho Quýnh. Thì lúc đó sao anh phát hiện? Tại vì hàng bữa đó thì cỡ khoảng 9 giờ là đem cơm vô, bữa nào cũng vậy đó. 9 giờ đem cơm vô. 9 giờ sáng. 9 giờ sáng đem cơm vô rồi. Ở canh khoảng là cỡ 10 giờ, 10 giờ rưỡi là bé nó ăn rồi là mình phải lấy đồ ra, chung là nó lập hết trơn. Đó, thì bữa nào cũng như thường lệ vậy đó. Là tới 10 giờ mấy là lấy đồ ra. Tình cờ bữa đó bước lên thèm đi nhẹ 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 vô đây, xong ngó qua là con bé không tiêu rồi. Tưởng nó đi tưởng nó nhảy ra ngoài cửa sổ nó đi chơi. Đi ra ngoài đây giờ cũng thấy. Giờ cũng thấy mới quay qua đây nè, là anh vừa đi tới đây nè, anh quay qua là anh thấy rõ ràng. Rõ ràng bé nằm đây. Đó. Thì cái người đó là có chừng cái chuồng ra chân à. Đó. Rồi còn dắt cái quần trên cái cửa sổ đó nữa. Bắt đầu là anh mới chạy ra đường mới la làng lên nói vậy đó. Rồi bắt đầu là lên thưa công an xuống bắt lên. Bắt lên mời lên xã, xong rồi mấy ngày sau bắt đầu đưa lên tới huyện. Rồi gia đình giống như chồng sớm người ta cũng xin giùm gia đình đó, người ta cũng nhà người ta cũng khó khăn lắm, rồi lỡ con nó làm vậy đó, rồi bây giờ người ta cũng xin người ta khóc lóc bên này kia, mình cũng thấy cho sớm về rồi giống như nếu mà mình làm mạnh quá thì cũng tội cho ta, cũng tình làng nghĩ sớm không à. Đó, mình nghĩ cái tình nghĩa vậy đó thì mới rút cái đơn thư lại. Dạ. Lâm huyện mới rút cái đơn thư lại. Làm mới tha chứ không là không có tha. Dạ. Ở đây là anh với chị là gào hết những cái này nè, tại vì sợ em không biết đường là sẽ đi ra ngoài khỏi cái khu vực này. Trước ngoài sau là cấm lỏng mà. Bé đi ra sau rồi bé đi băng qua bên ruộng bên đường bên cái tuốt bên kia. Mỗi lần băng hai chồng kiếm chết. Hỏi thăm người này hỏi thăm người kia, có đứa nào mà nó đi cả chồng cái chuồng đi vòng vòng ở đây không, để ta chỉ để kiếm về. Là bình thường là không có mặc đồ luôn. Không có mặc đồ. Nãy hồi lúc em chưa lại đó. Đó thì anh mới mặc đồ á, mới vô tắm rửa rồi mặc đồ lại là vàng. Thử rồi chút xíu rồi em mà không có đây không có ai ở đây nha. Chừng 15 phút sau là cởi đồ rồi hết. Không ạ. Gặp mình thì gặp em vẫn biết đúng không? Gặp em vẫn biết người lạ. Biết. Nói mặc đồ vẫn biết vô, còn không có là sẽ xé quần xé áo ra bỏ. Áo hết hà. Như bữa cái chú đó, chú vô chú thịt lình đó. Giờ chị đi về mệt, chị nằm ở đây chị ngủ nè, là chú đi tới đó là chú nhìn là chú đã thấy rồi, chú dội trở ra. Chú đứng chú mới kêu chị mới hả nha, vậy chị bận đồ vô chỗ. Chị có đi khám thì bác sĩ có nói bị gì không? Hồi đó chị đi thì nó nói chậm phát triển. Mà hồi lúc chị đi đó là nó 25 tuổi rồi. Nó chậm phát triển mà tới giờ thì nó là hả ra đó 32 tuổi rồi cũng vậy. Đó. Đi coi thầy được chị cũng cúng kiến dữ lắm miễu bà. Hồi đó chị khổ mà chị cũng dán lần kiếm tiền hả. Giái con heo. Chị cũng cúng trả lễ bà đàng hoàng, cũng không biết nấu. Thầy nói sao chị? Thầy nói hả căn nghiệp bên bà nội ông nội đó. Hồi xưa ở ác thì mình cũng không biết. Rồi hả người ta nói như vậy thì hồi đó bà già chồng còn sống đó, mình về mình hỏi bà không biết bà có giấu không, bà nói không có. Chứ mình hả thì hả nghe thầy bà nói là kiểu bên nội nó hồi đó cũng giàu dữ lắm, rồi ăn ở ác cho nên nó hả nó lên nó trả đó, nó mới lên nó trả. Sau này bà nội nó mới nghèo chứ hồi xưa là bên nội nó giàu lắm đó. Trời ơi trời. Rồi cha nó cũng tâm thần. Rồi cha nó cũng khào. Được nữa. Rồi anh cha trước. Cha trước đó là khào lắm. Dạ. Không biết cháu á. Tiền mà bây giờ mới biết là sơ sơ chứ hồi xưa không biết luôn. Đó. Anh gặp chị anh sau này là chỉ mười mấy năm nay thôi. Đâu mới 8 năm à. 8 năm à. Còn chị ở với cha chuột nó là hả 12 tuổi là thằng anh á là hả thâu tới bây giờ là thằng anh nó 35 tuổi rồi đó. Dạ. Chị ôm nó không mà hồi xưa á là chị ôm nó là chị về chị vô đây nè, cái phòng này nè là chị ở đầu tiên.
đó, ở đầu tiên là chị Mằng từ từ cái mới hả sinh ở trên xã cho chị cách đỡ cái đó đó, rồi cái cô bác mới hả hùng lại cho miếng này miếng kia đó, chị mới hả giáp lại chị cách đó. Lâu lâu cái em cười lên cái mình hết hồn. Hết hồn, ở cái đây người ta đã quen rồi. Hồi xưa ha, không có ông này hả, nó ngủ ở trong á, nó làm ở nhà sát bên ta giật mình, nửa đêm muốn đập nhà, đập cửa muốn làm gì làm, muốn khóc muốn la thôi, đã ấy. Từ hồi có ổng vợ ở bên đó mới yên ổn. Chứ thôi bên đó 3 triệu trước cửa rồi. Ta nói hả, con trai thằng Hà ngồi như trước cửa vậy đó, là hồi đó nó hả, nó trần chuồng đứng ở trước cửa vậy đó. Trời ơi. Nó hỏi hết ở xóm này coi nó trần chuồng nó đứng vậy. Trời trời trời. Em hết hồn. Trời ơi, nó làm nhầm tiếng hả, mà chị là mẹ nè, chị còn hết hồn, chị còn dung còn sợ đó. Còn Trung biết hả, hồi xưa á, nó nhét đồ vô đó, nó chị đi lên nhà thương á, gắt da mà nó cắn mình mẹ chị hả, ném mày, ném mày, không. Đó nó quýnh chị hả, dữ dằn. Như là 10 phần, giờ nó đỡ được nửa phần. Đó là 10 phần hết chứ, 10 phần. Tiền bạc đâu em đâu biết gì hả chị? Đó, nó không có biết chứ. Nó không có biết. Đó, mẹ còn không biết là chỉ nhìn biết mặt mẹ thôi, chứ cứ không biết kêu mẹ là ra làm sao. Giờ con đi đâu? Thôi, đợi đi. Thôi, đợi nằm đi. Lên đợi nằm đi. Nằm đi. Mình hôm nay thì thật là bất ngờ khi mà được gặp hoàn cảnh của gia đình của anh chị, và đặc biệt là cái sự khó khăn của em Hường. Mình cũng rất là bỡ ngỡ, và đặc biệt nếu như mà không có anh với chị thì em cũng không có dám vô cái ngôi nhà này đâu. Chị, thiệt luôn á. Bà chị thứ hai tôi mà giờ ha, mà kêu thôi giờ hả, chị vô chị coi, con tôi đưa chị hả 500 triệu bà chưa bao giờ bà dám bước vô đây. Ồ sao chị? Bà sợ á. Sợ bé hay là sợ gì? Trong đây nè. Sao chị? Là sợ con tôi. Trong đây sao? Kiểu như hả này kia kia nọ. Sợ hồn ma bất cứ cái này kia á. Chị có gặp không? Chị không gặp, còn bà già giờ hồi xưa bà gặp. Đó, hồi xưa thì bà gặp thằng sao cho nên bà sợ tới bây giờ. Còn chị từ hồi vô đây nói như giữa trời chứ không gặp gì cháu á. Ông bà cũng thương che chở thằng sao á. Cái này bố là chị không có vô. Hồi xưa chị ở, hồi xưa chị dạng lắm. Mà nay cả 6 năm nay chị bệnh quá là bắt đầu là chị không vô luôn. Bỏ hoang bao nhiêu năm rồi chị? Cỡ 30 năm có. 30 năm hả? Sao bỏ hoang hả? Hả? Chị không biết nữa. Hồi xưa á thì nghe bà già kể là lấy cái này là làm quỹ ban. Làm quỹ ban là sao cất được cái quỹ ban ở trển rồi người ta mới hả bỏ quan cái này. Chứ hồi xưa là hả lấy cái này làm quỹ ban nè. Đó. Chị tại hồi lúc mà hả cắt cái này là chị đã có chồng. Dạ. Mần quỹ ban đây chị đã có chồng rồi. Chị cho nên hả bà già phải nói lại. Đúng rồi hả, nó nhức dăm mấy vàng mặt sưng vậy đó. Theo chị chia sẻ thì giống như là cái nghiệp quả của từ kiếp trước nữa. Không, anh không ăn, em dùng đi. Hôm nay thì em đến đây á, tình cờ em được biết đến hoàn cảnh của bé Hường cũng như gia đình của chị á. Thì em thay mặt cho chị Nhã Thi với lại bé Thiên Hào ở Mỹ á, gửi cho mình 500 ha chị ha. Chị cảm ơn. Dạ, này là phần này là của chị Nhã Thi với lại bé Thiên Hào. Gửi cho 500 để mua cho sữa cho chị Nhã Thi với bé Phương Hào đó, đó hả, cho chị Nga cảm ơn. Dạ chị Nga ha. Dạ mọi người nè, thấy bé nè rất là chắc nghiệp quả thì mỗi người mỗi khác nhau thì mình không có biết như thế nào, nhưng mà hôm nay muốn chia sẻ cho mọi người nè, thấy một hoàn cảnh của cô Hường thật là đáng thương khi mà gần 30 tuổi thì thân hình giống như là một em bé vậy à, mà rất là đáng thương không biết gì hết á, đều nhờ sự giúp đỡ của ba mẹ hết à. Cũng may là có ba Dượng thì cũng rất là tốt, luôn canh giữ ở đây nè. Rồi anh về nha. Bye bye. Bye bye.
con dục đi. Nãy ăn hết miếng rồi. Đâu biết gì đâu. Không biết gì luôn á. Thôi em chào chị nha, chào anh em về ha. Chúc anh chị luôn có sức khỏe đi, chăm sóc bé. Chứ bây giờ mọi người thì có biết một ai để mà trị về cái căn bệnh này thì có thể liên hệ ở địa chỉ ở đây là ấp ấp 2 xã Phước Vĩnh Tây. Dạ, ấp 2 xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác của anh chị. Ôi nổi da gà luôn. Dạ. Trời, ghê không mọi người? Ôi trời. Để đầu nha. Té để thôi đi ra chị ơi, em đi ra. Sợ quá. Nó không có ai, không muốn đập mà nó vậy đó. Ôi tự nhiên giọng cười của em là mình sợ nổi da gà luôn mọi người. Khóc lóc mà. Ừ, nổi da gà luôn. Ừ. Khóc lóc nó ghê nè. Đi về đó. Ghê lắm hả chú? Khóc nó ghê đó. Làm như ai lấy cắt cổ của nó làm dữ dội đó, khóc làm gì làm mà ớn lắm. Nói nhà hả tôi mẹ đây mà nhầm khi hả tôi còn hợp nghe nó ấy cái là hết hồn hết chứ. Có khi nói chuyện khi cười giỡn nữa khi im ra thì theo làm gì nó làm cái âm thanh nghe gùng gẫn quá. Xá. Trời ơi thiệt. Mắt đứa con. Thôi đi chưa? Em thấy kỳ quá. Có nghĩa là làm em sợ quá. Đây là một cái ngôi nhà hoang vắng luôn rồi mọi người. Một cái ngôi nhà cổ á. Nhìn vào cái khung hình ở trong đây á thì mọi người cô bác của anh chị thấy á rất là hoang vắng luôn. Và âm thanh của bé Hường á cười lên nằm cho mọi người có một cái cảm giác rất là hoang sợ. Và thậm chí là cả mình đó đứng ở đây cũng không dám đứng lâu luôn á. Thôi xin chào mọi người và hẹn gặp lại cô bác của anh chị ở clip sau ha. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác của anh chị. Vậy là tối bé Văn Võng ngủ từ đây qua đây. Từ đây qua đây. Rồi đi vệ sinh thì sao? Đi vệ sinh thì đi đây xuống đó. Vậy đó. Trời ơi. Mà từ hồi có ổng thì hả còn làm được vậy cho nó ngủ chứ hồi xưa hả tao nói hả? Ngủ dưới đất luôn đó. Nó nhắn mũi là chị đốt trực tiếp cho nó đó. Đi vệ sinh là chị dội xuống dưới đó luôn. Đó rồi hả, tháng này đỡ tháng kia là nước ngập lên tới đây nè. Trời ơi. Nhà cửa nước ngập. Là bé mà cứ 12 tiếng là ở ngoài kia. Tối là vô đây ngủ. Tối là chiều chị đi mặt về chị dắt vô đây. Ôi. Thì đó tự nó làm vậy đó. Muốn làm, muốn làm gì làm mà. Ở đây thì mình gắt gõ cái tiếng của em Hường gọi la mọi người. Ôi trời ơi, ghê quá. Rất là sợ mọi người, lần đầu tiên mà vô cái ngôi nhà như thế này mình nổi hết da gà luôn à. Ừ.
vọng ở đây sớm mà em kêu mà cứ kêu trọng ít ai dám bước lắm. Ôi ghê vậy. Tại vì hai chồng em khổ quá, giờ không có chỗ để cháu rồi, không có chỗ ở rồi, tạm bợ đỡ thì giống như khổ quá, bây giờ hết sợ rồi, giờ không còn sợ nữa. Giờ có chỗ tá túc là đó là hai chồng là mừng dữ lắm á. Lần đầu tiên em vô đó em nổ cục mấy lần luôn. Đúng rồi. Bữa hai chú kia vô cũng vậy, hai chú kia vô gọn tóc gái mình phải em nổi da gà luôn á, nổi da gà hết trơn. Rồi có anh đi vô không sao.